Trước khi vào vấn đề là Dương Vy xin kính chào tất cả các anh, các chị và các bạn thân mến. Hôm nay á, Dương Vy sẽ chia sẻ cái vấn đề độc đảng tốt hơn hay là đa đảng tốt hơn. Vấn đề là Dương Vy sẽ nói về phần đa đảng trước. Các nhà đấu tranh dân chủ cuội ở trong và ngoài nước ấy, cứ kêu gọi người dân hãy trưng cầu dân ý theo cái ý đồ của Đào Minh Quân là một, các thế lực phản động, phản cách mạng là hai. Bọn chúng nói rằng đa nguyên chính trị, đa đảng sẽ rất tốt, đất nước sẽ phát triển, con người cũng sẽ phát triển hơn, thông thái hơn, ý của bọn chúng là vậy. Mà bọn chúng kêu gọi trưng cầu dân ý, đòi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập. Mà nói đến vấn đề đa đảng thì như các bạn đã thấy, trong cái giai đoạn này, đặc biệt bước vào năm 2020 nhá, thì cái dịch bệnh Covid-19 này nó xảy ra lây lan trên toàn cầu và khắp 215 quốc gia trên toàn thế giới bị mắc dịch bệnh. Mà hầu hết các nước đa đảng, đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập đều có những cái con số người chết rất là cao, cái tỷ lệ tử vong cao. Kinh tế các nước tư bản hầu như bị sụp đổ hoàn toàn. Sản xuất bị đình trệ, người dân mất quyền lợi tự do. Trong đó phải kể đến đế quốc Mỹ là nước tư bản và nước đế quốc hàng đầu của thế giới. Đó là một cái nước mà các nhà đấu tranh dân chủ cuội, đặc biệt là cái bọn ba sọc Việt Tân, bọn ngụy quân, ngụy quyền bán nước, bọn chúng mơ tưởng, ảo tưởng là một cuộc sống phồn hoa, giàu có, hạnh phúc như nước Mỹ, đế quốc Mỹ. Thì bọn chúng lấy nước Mỹ làm kim chỉ nam, làm cái để so sánh giữa Việt Nam với đế quốc Mỹ. Nhưng mọi người nên nhớ rằng đế quốc Mỹ nó phát triển cách đây hơn 244 năm rồi, còn Việt Nam mới phát triển được có hơn 30 năm nay thôi, mới bắt đầu phát triển á, thì tính khoảng 30-32 năm thôi. So sánh một cái nó khập khiễng, cực kỳ là khập khiễng rồi. Còn đa đảng, đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập như kiểu nước Mỹ, giữa đảng phái này với đảng phái nọ tranh giành quyền lợi, lợi ích kinh tế lẫn nhau, đó là một, lợi ích chính trị là hai. Hai vấn đề đó nó song song đi đối với nhau, đâm ra nó đấu đá nhau ngay cả trên nghị trường quốc hội, dẫn đến cái việc chính phủ của Donald Trump đưa ra cái quyết sách giãn cách xã hội, cách ly xã hội không hiệu quả, nên người dân đã xuống đường biểu tình. Từ biểu tình sinh ra bạo loạn. Trong lúc biểu tình đó, người ta đi biểu tình không đeo khẩu trang. Đấy, thì dịch bệnh nó lại càng bùng phát nhanh hơn. Đó là cái hiện tại, cái hiện thực của xã hội nước Mỹ. Cộng thêm vào đó, đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, nó bị lợi ích kinh tế của các đảng phái ấy, nó đấu đá nhau kịch liệt. Cho nên người bị thiệt thòi nhất chính là người dân. Vì vậy á, trong khoảng cái thời gian này, hầu như trên lãnh thổ nước Mỹ đều có cái cuộc biểu tình, nhiều cái cuộc biểu tình người ta xuống đường dùng bằng vũ trang, kéo theo nhau đi biểu tình là súng ống này, gậy đánh gôn này, gậy đánh bóng chày này, đều có hết.
Không riêng gì nước Mỹ, Canada cũng vậy, toàn nước Anh là một nước ngày trước mệnh danh là đất nước không có mặt trời lặn. Bởi sao? Bởi vì một đế quốc nó đô hộ khắp cả châu Âu, châu Á, châu Phi. Nhưng mà đến bây giờ đất nước Anh cũng là một đất nước bị rủi ro rất là cao. Người dân tham gia biểu tình cũng rất là nhiều. Người ta không đồng ý, không đồng hành cùng với những nghị quyết của chính phủ. Bởi vì chính phủ đưa ra thì còn có đảng này phái nọ, nó ngăn cản, nó tranh chấp quyền lợi lẫn nhau. Đâm ra không thể khống chế được dịch bệnh. Đặc biệt là không khống chế được dịch bệnh dẫn đến chính phủ không thể điều hành được cái nền kinh tế thị trường của đất nước. Cho nên chết vì dịch bệnh là một. Cái thứ hai, đất nước suy thoái về kinh tế. Cái thứ ba, chết vì không có lương thực thực phẩm. Đó là ba cái điều quan trọng mà hầu như các nước tư bản đều mắc phải. Thì hà cớ chi các nhà đấu tranh dân chủ cuội với lại cái đám ba sọc Việt Tân nó cứ kêu gọi người dân phải đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập. Trong khi đó đất nước Việt Nam dưới sự lãnh đạo của đảng, một đảng lãnh đạo duy nhất, đó là đảng Cộng sản. Thì người dân, chính phủ, người ta đều đồng hành với nhau. Mà chính phủ đưa ra những cái quyết sách nào người dân ủng hộ, qua đó quốc hội người ta cũng đồng tình rất là cao. Trong khi đó Việt Nam độc đảng thì các vị xuyên tạc Việt Nam kinh tế yếu kém, chậm phát triển, dịch bệnh tràn lan. Nhưng mà đến thời điểm này cả thế giới người ta ghi nhận Việt Nam phòng chống dịch bệnh corona rất tốt. Trong cái đợt dịch bệnh, bạch cầu ấy, ở khu vực Tây Nguyên nó bùng phát, Bộ Y tế với các sở y tế địa phương người ta khống chế được cái dịch bệnh nó ngay. Người ta đưa ra nhiều cái quyết sách mà người dân ở các địa phương người ta đều đồng tình ủng hộ. Đấy. Trong khi đó thì các nước tư bản thì sao? Đưa ra những cái quyết sách này, đưa ra cái quyết sách nọ thì đều bị phe này phái kia nó chống đối, tranh giành lợi ích lẫn nhau, muốn đạp đổ cái chén cơm của nhau đi. Mục tiêu cuối cùng chỉ là giành cái vị trí ngồi vào chỗ lãnh đạo cao nhất của các địa phương hay là kể cả tổng thống vậy. Nên người dân là người bị thiệt thòi, người dân là người thấp cổ bé họng. Còn phái nào, đảng nào nó thắng trong tranh cử, trong bầu cử ấy, thì lợi ích kinh tế lại thuộc về một cái nhóm gọi là nhóm tài phiệt, nhóm tư bản đỏ, tư bản tài phiệt ạ. Chứ thực tế những người dân a dua đi theo chỉ là những con rối, con bù nhìn thôi. Nhưng ngược lại, đảng Cộng sản chỉ một đảng lãnh đạo duy nhất thì người dân ở khắp các tỉnh thành, khắp đất nước đều được hưởng cái phúc lợi xã hội như nhau. Đấy, nó không phân biệt đảng phái mà. Còn đảng phái, nhiều đảng phái nó chỉ phục vụ lợi ích phe nhóm của một đảng phái thống trị trong cái giai đoạn nhất định thôi. Trong cái khoảng 5 năm hay 7 năm người ta cầm quyền đấy thôi.
đối với lãnh đạo của một đất nước, người ta yêu cầu sự đoàn kết là một, sự thống nhất là hai, sự đồng thuận người dân là ba. Ba cái đấy mới vực dậy được nền kinh tế là thứ nhất, cái thứ hai mới đánh thắng được thù trong giặc ngoài. Tại sao Đảng Cộng sản Việt Nam làm được những điều kỳ diệu như vậy? Trước đấy thế giới biết đến đất nước Việt Nam là một đất nước Việt Nam anh hùng, bởi vì đánh đuổi thực dân Pháp, tiếp đến đế quốc Mỹ, sau là Pol Pot, tiếp nữa chiến tranh biên giới phía Bắc đập tan cái bè lũ tay sai bành trướng của Bắc Kinh. Đó là cái giai đoạn cuối những cái thập niên cuối của thế kỷ 20. Còn bước vào những cái đầu thập niên của thế kỷ 21 thì người ta biết đến Việt Nam là một đất nước tự lực tự cường, năng động phát triển. Trong năm 2020 cả thế giới biết đến Việt Nam. Đất nước Việt Nam một đảng lãnh đạo duy nhất mà khống chế được dịch bệnh corona, kinh tế phát triển được ổn định. Dịch bạch hầu bùng phát ở Tây Nguyên khống chế được. Đó là ba điều căn bản. Điều thứ tư cả thế giới người ta ghi nhận, nói cái đám ba que, cái đám phản động, nó nói rằng đất nước Việt Nam y tế phát triển kém, nói người dân Việt Nam không được hưởng phúc lợi y tế xã hội nhiều như ở các nước tư bản. Nhưng mà Dương Vi xin thưa rằng người dân Việt Nam được hưởng cái phúc lợi y tế phải hơn nhiều quốc gia tư bản hàng đầu trên thế giới là một. Cái thứ hai, trong cái giai đoạn dịch bệnh này, ngay ngày hôm qua thôi, Việt Nam đã viện trợ cho nước Mỹ, cụ thể là thủ đô Washington City, 2 tấn khẩu trang các loại để phục vụ cho cán bộ y tế. Tiếp đến, tập đoàn VinFast ủng hộ Singapore 200 máy thở. Trong khi đó các nước tư bản hàng đầu trên thế giới có thể ủng hộ được Việt Nam điều đó không? Lúc nãy có một tên ba que ở đây nói rằng Việt Nam còn xin tiền của nước Mỹ. Xin đâu? Xin ở chỗ nào? Đã xin chưa? Từ đầu năm 2020 đến giờ các vị bảo viện trợ 9,5 triệu đô la cho Việt Nam dập dịch, nhưng mà 9,5 triệu đô la chính phủ Việt Nam không nhận, bởi vì 9,5 triệu đô la kia các vị bảo ủng hộ cho đất nước Việt Nam, nhưng mà thực tế 9,5 triệu đô la đó thông qua các hội đoàn, các nhóm phản động, các hội để chống phá chính phủ Việt Nam, chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam. Lúc nãy Lê có viết còm ở dưới status của Dương Vi rằng châu ăn cỏ khô sẽ no nhanh hơn hay ăn cỏ tươi sẽ no nhanh hơn. Đúng là một cái thằng đấu tranh dân chủ cuội cực kỳ đần độn. Muốn biết thì phải học, học xong phải có sự phân tích. Riêng các vị nói cái câu đấy hàm ý rất là sâu xa. Đối với cái chế độ tư bản xã hội chủ nghĩa, nó đã phát triển trên 200 năm nay ở trên thế giới rồi, có nghĩa là nó cũng lỗi thời rồi, cũng lạc hậu rồi. Còn chế độ xã hội chủ nghĩa nó mới sinh ra thôi và bắt đầu phát triển mạnh trong cái giai đoạn từ năm 1942
có nghĩa là bắt đầu chiến tranh thế giới thứ hai và kết thúc vào năm 1992, hệ thống xã hội chủ nghĩa Đông Âu sụp đổ. Duy nhất trên thế giới còn có 5 nước theo chế độ xã hội chủ nghĩa: Trung Quốc, Việt Nam, Cuba, Triều Tiên, Lào. Mà trong 5 nước đấy thì mỗi nước có một cái thế mạnh riêng. Chỉ ở Lào là nước nó phát triển hơi chậm. Các vị so sánh giữa Triều Tiên với Hàn Quốc, đúng, Hàn Quốc nó có phát triển kinh tế mọi mặt vượt bậc, nhưng cái chất lượng cuộc sống nó có được tốt, thật sự tốt hay không? Thì vừa rồi Dương Vy có xem phân tích ở trên một bài báo rằng số lượng thanh niên bây giờ từ 18 đến 32 tuổi nợ rất là nhiều, một người 4 năm cái thẻ tín dụng, có nghĩa là lấy tiền ngân hàng để ăn tiêu mua sắm dùng trước đó. Sau khi mất việc, đại dịch corona nó bùng phát trên toàn thế giới, mất việc nhiều người phá sản, nhiều người phải nhảy lầu tự tử. Còn bên Triều Tiên nó có cái vụ đấy không? Không. Cái văn hóa Triều Tiên nó có lai căng như bên Hàn Quốc không? Xin thưa không. Bởi vì sao? Bởi vì bên Hàn Quốc nó du nhập cái văn hóa của đế quốc Mỹ, của phương Tây vào rất là nhanh, rất là nhiều. Mà nên nhớ, mọi người nên nhớ, ở Hàn Quốc và Nhật Bản đều có quân đội Mỹ nó đồn trú ở đấy, nên hai nước đó có cái nền công nghiệp điện ảnh xét đấy, phát triển bậc nhất thế giới. Đó là cái ngành công nghiệp không khói, nó từ những cái văn hóa nó lai căng ra. Còn đối với Việt Nam ấy, như các bạn đã thấy trong cái thời gian này, tuy rằng nhiều công nhân tạm thời nghỉ việc, nhưng người ta không mất việc hoàn toàn. Bởi vì sao? Bởi vì ở quê người ta còn có đồng ruộng, có nương, có giấy, người ta không thể chết đói được. Còn các nước tư bản hàng đầu trên thế giới, nhiều nước đại đa số sản xuất toàn đồ công nghệ, công nghiệp, người dân hầu như không trồng trọt, không chăn nuôi, nên thiếu lương thực, thực phẩm là cái chắc chắn. Và cái đó sẽ sinh ra chết đói. Thiếu ăn thì người ta sẽ tìm mọi cách để có cái ăn, không có cái ăn dẫn đến biểu tình, bạo loạn, cướp bóc. Cái đó lịch sử từ cổ chí kim người ta chứng minh rồi. Ngay cả nước Mỹ hay nước Pháp hay cả bên nước Anh cũng vậy. Đó là những nước tiên tiến, những nước gọi là văn minh bậc nhất thế giới, mà khi động phải chuyện như bây giờ là mâu thuẫn xã hội nó cực kỳ lớn. Nó xảy ra rất là nhiều vấn đề. Chính phủ hay là chính quyền địa phương người ta không lường trước được, không thể khống chế được. Điều quan trọng á là người ta không ổn định được lòng dân. Bởi vì muốn ổn định lòng dân, muốn đưa người dân người ta đi theo một cái con đường tốt đẹp hơn, nhưng lại có kẻ chống phá. Một người làm, mười người làm không bằng một kẻ phá. Ở đây chỉ một hai người làm
thì trong đó hàng trăm hàng nghìn kẻ nó phá hoại, thì đất nước không tan hoang mới là lạ. Đơn giản thôi, nếu mà như Việt Nam đa đảng ấy, thì chắc chắn rằng ngày trước không đánh đuổi được thằng thực dân Pháp, thằng đế quốc Mỹ. Và điều quan trọng hơn nữa là Việt Nam nếu mà ngày trước đa đảng thì không thể tập hợp được các thành phần, các dân tộc, các tầng lớp nông dân, công nhân và trí thức. Nhưng mà dưới sự lãnh đạo duy nhất của một đảng, đó là Đảng Cộng sản Việt Nam, thì tập hợp được tất cả các thành phần, các lực lượng đó nằm dưới sự lãnh đạo của đảng, sự điều hành của chính phủ, của đất nước.